này thiện hiện nếu đại bồ tát tu xả đại từ cũng xả sự tu này là tu bát nhã ba la mật đa Tu xả đại bi, đại hỷ, đại xả, cũng xả sự tu này là tu bát nhã ba la mật đa này thiện hiện nếu đại bồ tát tu xả pháp không quên mất, cũng xả sự tu này là tu bát nhã ba la mật đa, tu xả tánh luôn luôn xả, cũng xả sự tu này là tu bát nhã ba la mật đa này thiện hiện nếu đại bồ tát tu xả tất cả pháp môn tam ma địa, cũng xả sự tu này là tu bát nhã ba la mật đa, tu xả tất cả pháp môn đà la ni cũng xả sự tu này là tu bát nhã ba la mật đa này thiện hiện nếu đại bồ tát tu xả trí nhất thiết cũng xả sự tu này là tu bát nhã ba la mật đa tu xả trí đạo tướng trí nhất thiết tướng cũng xả sự tu này là tu bát nhã ba la mật đa này thiện hiện nếu đại bồ tát tu xả quả dự lưu cũng xả sự tu này là tu bát nhã ba la mật đa tu xả quả nhất lai bất hoàn a la hán quả vị độc giác cũng xả sự tu này là tu bát nhã ba la mật đa này thiện hiện nếu đại bồ tát tu xả tất cả hạnh đại bồ tát cũng xả sự tu này là tu bát nhã ba la mật đa tu xả quả vị giác ngộ cao tột của chư phật cũng xả sự tu này là tu bát nhã ba la mật đa này thiện hiện nếu đại bồ tát tu xả trí nhất thiết trí cũng xả sự tu này là tu bát nhã ba la mật đa tu xả sự đoạn trừ vĩnh viễn tất cả tập khí phiền não tương tục cũng xả sự tu này là tu bát nhã ba la mật đa này thiện hiện nếu đại bồ tát tu xả cảnh giới hữu vi cũng xả sự tu này là tu bát nhã ba la mật đa tu xả cảnh giới vô vi cũng xả sự tu này là tu bát nhã ba la mật đa bấy giờ cụ thọ thiện hiện bạch phật bạch thế tôn tại sao đại bồ tát tu xả sắc cũng xả sự tu này là tu bát nhã ba la mật đa tu xả thọ tưởng hành thức cũng xả sự tu này là tu bát nhã ba la mật đa phật dạy này thiện hiện đại bồ tát khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa nếu nghĩ có sắc có xả sự tu này thì chẳng phải tu bát nhã ba la mật đa nếu nghĩ có thọ tưởng hành thức có xả sự tu này thì chẳng phải tu bát nhã ba la mật đa vì sao này thiện hiện vì chẳng phải có tưởng có thể tu bát nhã ba la mật đa vì vậy này thiện hiện nếu đại bồ tát tu xả sắc cũng xả sự tu này là tu bát nhã ba la mật đa tu xả thọ tưởng hành thức cũng xả sự tu này là tu bát nhã ba la mật đa